trong cái video này của mình ấy, thì mình sẽ không recommend mọi người là nên chọn cái nào cả, mà mình đã chỉ phân tích nó dưới cái góc nhìn của mình, dưới cái trải nghiệm của mình thôi. Mọi người khi mọi người nghe cái phân tích của mình thì mọi người sẽ có tự có lựa chọn của mình xem là mình nên có Kindle hay không. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với mọi người với một chiếc video về sách. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không review cuốn sách nào cả, mà mình sẽ... Cái video này nó sẽ là một cái video book talk ấy, tức là sẽ nói chuyện về những cái thứ liên quan đến sách. Thì cuối cùng ngày hôm nay thì mình cũng đã ra một cái video để so sánh cho mọi người liệu là mọi người có nên sử dụng sách giấy hay là mọi người nên đọc sách ở trên Kindle ấy. Thì cái video này nó sẽ có cái nội dung là phân tích xem là mọi người nên sử dụng sách giấy hay là Kindle. Bởi vì là mình đã sử dụng Kindle khá là lâu rồi nên là ngày hôm nay thì mình mới lên cái video này cho mọi người được. Bởi vì là nếu mà sử dụng chưa lâu thì sẽ không nói được hết tất cả những cái lợi ích cũng như là những cái bất cập khi mà mình sử dụng nó. Nên là yes, finally thì mình cũng đã ra cái video ngày hôm nay. Mình sẽ disclaim trước một chút xíu, đấy là tất cả những gì mình nói trong cái video này sẽ đều là quan điểm cá nhân. Mình rút ra từ cái trải nghiệm sử dụng Kindle của cá nhân mình và mình nói cho mọi người nghe cái trải nghiệm của mình, chứ nó sẽ không kiểu dựa trên bất kỳ một cái nghiên cứu nào cũng như là bất kỳ một cái ý kiến nào chủ quan ở bên ngoài. Nó hoàn toàn sẽ là trải nghiệm cá nhân của mình thôi, nên là mọi người cũng chỉ xem cái video này để tham khảo thôi nhé. Ở trong video này thì mình sẽ nói cho mọi người cái trải nghiệm sử dụng Kindle của mình, và từ cái trải nghiệm đấy của mình thì mọi người sẽ tự rút ra xem là mình có nên sở hữu một cái Kindle hay không ấy, hay là mình vẫn tiếp tục đọc sách giấy truyền thống như bình thường. Thì mình sẽ giới thiệu một chút xíu về cái Kindle mà mình đang sử dụng nhá. Thì cái Kindle của mình là Kindle Paperwhite Gen 2. Thì mình đã có search một chút xíu liên quan đến cái thông số của nó. Kindle Paperwhite Gen 2 này thì được sản xuất từ năm 2013 và cái dung lượng của cái mà mình đang dùng là 2GB. Nó sẽ có hai loại, một loại 2GB và một loại 4GB. Nếu mà các bạn tải nhiều sách ấy, thì các bạn có thể mua cái loại 4GB. Thế nhưng mà với mình, theo mình thì cái 2GB nó đã là rất là nhiều sách rồi ấy, nên là các bạn cũng chỉ cần mua tầm 2GB thôi, không cần phải mua đến 4GB. RAM của nó thì là 512MB, nó chưa được lên 1GB. Thế nên là đôi lúc khi mình thao tác thì nó sẽ hơi chậm một chút. Ví dụ như kiểu là mình ấn vào nhưng mà sẽ một lúc sau thì nó mới thực hiện cái thao tác đấy ấy. Ví dụ như kiểu này chẳng hạn. Đó, nếu mà cái RAM của nó mà cao ấy, khi mọi người lướt nó sẽ sang trang khác luôn. Thế nhưng mà với cái Kindle của mình thì cái RAM nó hơi thấp, nên là phải đợi tầm nửa giây gì đấy thì nó mới qua cái trang tiếp theo. Thì đấy là cái RAM của nó là 512MB. Về pin thì theo mình tra cứu thì nó sẽ có cái dung lượng pin là 1470mAh. Nếu mà mọi người sạc đầy và mọi người đọc sách hàng ngày, mỗi ngày đọc tầm 1 tiếng chẳng hạn, thì mọi người có thể sử dụng được liên tục trong vòng 2-4 ngày mà không cần phải sạc. Pin khá là ok, khá là trâu ấy. Và một điểm nữa đấy là từ Gen 2 trở đi thì nó sẽ có đèn nền để đọc ban đêm, để mọi người có thể đọc nó vào buổi tối. Trước cái Gen 2 này thì nó sẽ không có đèn nền nên mọi người chỉ có thể đọc ban ngày như kiểu một cuốn sách thật ấy. Thế nhưng mà từ Gen 2 trở đi thì nó sẽ có đèn nền để cho mọi người đọc cả ban đêm nữa. Cái bề ngoài của nó thì nó sẽ hơi dày nhá. Nếu mà những bạn nào mà kiểu thích cái máy của mình nó mỏng một chút ấy, thì mọi người có thể tham khảo những cái Gen sau. Còn cái Gen 2 của mình thì nó hơi dày một tí, nó hơi thô một tí. Whatever, mình cũng không quan tâm lắm, bởi vì là cái này mình được tặng, mình rất là thích cái Kindle này của mình rồi, nên là mình cũng không thấy nó có vấn đề gì cả. Mà mình còn mua cho nó một cái case rất là xinh nữa. Yeah, mọi người có thể mua case cho Kindle ở trên Shopee. Cái này mình mua ở trên Shopee. Đấy là cái thông số của cái Kindle của mình. Thì bây giờ mình sẽ so sánh cho mọi người một chút xíu. Với công vị là một người mà đọc cả sách giấy và đọc cả Kindle thì có những cái bất lợi hay là thuận lợi gì, hay là kiểu nó sẽ có những cái lợi thế như thế nào ấy? Thì đầu tiên là về mặt tài chính kinh tế, nói về tiền đó, thì khi mình đọc sách giấy thì đương nhiên là mình sẽ phải mua sách, đúng không? Mình muốn đọc cuốn sách nào thì mình sẽ phải đặt trên các trang thương mại điện tử, hoặc là các bạn sẽ phải ra nhà sách để mua cuốn sách đấy về. Và nếu mà mọi người muốn thích nốt, ví dụ như kiểu là nốt của cuốn sách chẳng hạn ấy, thì mọi người sẽ phải mua những cái phụ kiện khác nữa, ví dụ như kiểu là giấy nốt này, phải mua thêm giấy nốt này, phải mua thêm cả táp này, rồi mua thêm bút này. Cái này là cái bút highlight, cần phải mua cả bút để mình nốt vào trong nữa, như kiểu là bút chì. Cái này thì dễ tìm thôi, cái này thì nhà ai cũng có bút rồi, đúng không? Đôi khi là phải mua cả băng dính giấy washi tape nữa để kiểu dán cái nốt của mình cho nó đẹp ấy, kiểu đấy. Nên là mình sẽ phát sinh một vài loại chi phí khác. Ở đây mình vẫn còn cái voucher của nhà xuất bản phụ nữ từ hồi Tết mình vẫn chưa xài. Thì đấy là nếu mà mình đọc sách giấy thì mình sẽ phải mua sách và mua một vài cái loại phụ kiện nữa. Chưa kể là những bạn nào mà muốn bảo quản sách thì còn phải mua thêm cả bọc sách các thứ. Còn Kindle thì các bạn sẽ chỉ cần mua một lần một cái máy thôi. Và nếu các bạn muốn tân trang cho nó thì có thể mua thêm cả case cho nó nữa.
các bạn sẽ cần phải mua sách ebook nữa. Nếu mà các bạn muốn đọc ebook chính thống thì các bạn sẽ phải mua sách ebook. Thế nhưng mà sách ebook nó sẽ rẻ hơn sách giấy rất là nhiều. Nhưng về mặt tài chính thì mình nghĩ là Kindle sẽ win. Kiểu mình chỉ cần bỏ tiền ra một lần. Và nếu mà muốn đọc sách thì mình sẽ chỉ cần bỏ ra một số tiền rất là nhỏ thôi. Còn đọc sách giấy thì sẽ có nhiều loại chi phí hơn. Tiếp theo mình sẽ nói với mọi người về chất lượng đọc, chất lượng và trải nghiệm đọc luôn với sách giấy nhá. Với sách giấy thì khi mà các bạn đọc thì đương nhiên rồi, quyển sách được thiết kế ra để đọc mà, đúng không? Thế nên là mục đích duy nhất của nó là mình đọc, đương nhiên là chất lượng của nó sẽ tốt. Thế nhưng mà nếu mà các bạn đọc sách buổi tối và ban đêm ấy, thì các bạn sẽ cần có đèn. Nếu mà các bạn sống ở trong một cái không gian với những người khác và không được bật một cái đèn to đùng để đọc sách ấy, thì mọi người sẽ phải mua thêm cả đèn đọc sách nữa. Và đương nhiên rồi, cái dạng giấy này thì nó sẽ không zoom được cái chữ lên, trong khi Kindle thì làm được cái điều đấy. Để lát nữa mình sẽ cho mọi người xem sau. Và còn nếu mà mọi người muốn đọc sách giấy mà mọi người mang nó ra ngoài ấy, thì mọi người sẽ phải mang theo cái cuốn sách. Thì nếu mà cái cuốn sách đấy mà nhỏ thì không sao, thì mọi người có thể cho luôn vào cái túi sách của mình. Thế nhưng mà nếu cái cuốn sách đấy mà nó to, nó như kiểu là cái quyển Phía Đông Vườn Địa Đàng, hay là to cái bản to như cái quyển Lost Connection này chẳng hạn, thì mọi người sẽ phải mang thêm một cái túi nữa để cho sách vào đấy, không cho bút giấy nốt các thứ vào trong đấy để mọi người sách đi, thì nó sẽ hơi cồng kềnh hơn một chút. Còn nếu mà các bạn đọc Kindle nhá, ở trên Kindle thì cái màn hình của Kindle nó sẽ là cái màn hình chống mọi mắt. Cái màn hình Kindle nó sẽ như kiểu là một cuốn sách. Thỉnh thoảng mình mang cái máy đọc sách này của mình đi đâu đấy thì mọi người hay nhìn vào, mọi người bảo ô hay thế, nhìn nó như một quyển sách ý ấy. Bởi vì là cái màn hình của nó được thiết kế để đọc sách, thế nên là nó sẽ có cái chức năng là chống mỏi mắt cho mình ấy. Với cả là như lúc nãy mình nói đấy, là cái chữ ở trên Kindle mình có thể zoom được, zoom to lên hoặc là nhỏ đi. Đó, to lên đó, đúng rồi. Đó. Thì ví dụ như kiểu là những người cận thị như mình chẳng hạn, là ban đêm mà muốn đi ngủ ấy, mà muốn cởi kính ra để chuẩn bị ngủ rồi ấy, thì mình vẫn có thể zoom cái chữ nó to lên để mình đọc được mà mình không cần phải đeo kính để đọc kiểu vậy. Và nó có đèn đọc ban đêm nữa, thế nên là như lúc nãy mình giới thiệu rồi đúng không? Nó có đèn đọc ban đêm nên là mọi người không cần phải trang bị thêm đèn. Cái đấy khá là tiện đấy. Như mọi người có thể thấy là cái kích cỡ thì cuốn sách thì nó to thế này, còn cái Kindle nó chỉ như thế này thôi. Mọi người có thể mang theo rất là dễ dàng. Nó hơi, cái Gen 2 của mình thì hơi nặng một tí, nó sẽ nặng tầm gấp đôi cái điện thoại ấy. Thế nhưng mà nó vẫn rất là nhẹ đúng không? Nó nhẹ hơn cuốn sách. Mọi người có thể kiểu quăng quật nó khá là thoải mái. Khi mà nó đã có cây rồi thì bảo vệ khá là tốt, nên là không cần phải lo về cái vấn đề nâng niu các thứ. Nếu mình mang sách ra ngoài, mình mang sách giấy chẳng hạn, thì mình còn phải lựa thời tiết các thứ đúng không? Kiểu là trời mưa thì nó có thể bị ướt này, rồi không biết là kiểu nó có bị nhăn hay là có bị defect các thứ không. Cái từ defect có nghĩa là kiểu nó bị móp ấy mọi người. Mình không thích cái cuốn sách của mình nó bị móp hay là nó bị rách hay là bị như nào đấy, là mình phải, đôi khi là mình còn phải bọc cả bubble wrap rồi mình mới cho vào túi kiểu đấy. Chết rồi, nóng quá, có nhìn thấy mồ hôi của mình không? Đấy, còn cái Kindle này thì chả lo gì cả, mọi người quăng nó vào túi sách mang đi, và thậm chí còn không cả cần phải mang theo sạc, bởi vì là cái pin của nó khi các bạn sạc một lần các bạn sẽ có thể dùng được cả tuần đấy. Nếu mà các bạn đọc ít là có khi 2 tuần chưa hết pin. Thế nên là về mặt tiện lợi thì mình nghĩ là cái Kindle này cũng sẽ win. Bây giờ mình sẽ nói về cái việc mà nốt trong sách nhá. Gần đây mình bắt đầu nốt sách rồi, nên là mình cũng quan tâm về cả cái về vấn đề nốt này nữa. Đây, như quyển Lost Connection này là mình đang đọc và mình đang nốt rồi. Thì khi mà các bạn muốn nốt vào sách giấy ấy, thì các bạn sẽ mua bút này, mua tab này, mua giấy nhớ này, và các bạn sẽ nốt nó vào trong sách như thế này, đúng không? Cái việc này mặc dù nó phát sinh thêm nhiều chi phí và nó hơi cồng kềnh một chút, thế nhưng mà nó lại mang lại hứng thú cho mình. Như kiểu là mình vừa đọc mình vừa nốt ấy, như kiểu là mình đang trò chuyện với cái người kể chuyện ở trong sách ấy. Thế nên là mình rất là thích cái việc nốt ở trong sách như thế. Từ trước đây thì mình lười nên là mình không làm, thế nhưng mà bây giờ khi mình bắt đầu làm rồi thì mình lại thấy là nó khá là thú vị, và mình nhờ cái việc nốt sách đấy mà mình có hứng thú đọc sách hơn. Còn cái Kindle này chẳng hạn nhá, các bạn vẫn có thể nốt sách được, các bạn vẫn có thể nốt được, thế nhưng mà nó sẽ hơi chán. Ví dụ như kiểu mình muốn nốt cái câu này chẳng hạn này, thì mình sẽ bôi đen nó, mình dí vào nó để bôi đen này. Sau đấy là ở đây người ta sẽ có một vài cái nút như kiểu nút highlight này, nút nốt này. Đó. Thì các bạn muốn nốt lại thì các bạn sẽ highlight nhá. Sau đấy là muốn viết thêm cái gì đấy vào thì mình có thể gõ ở đây, thế nhưng mà nó hơi lâu và nó hơi mất thời gian ấy. Thế nên là mình không bao giờ nốt ở trên Kindle, mình chỉ cùng lắm chỉ highlight lại thôi, và sau đấy khi mình muốn check lại thì mình sẽ check lại xem là người ta nói cái gì để mình nhớ lại xem mình tại sao mình highlight nó ấy. Bởi vì mình lười gõ cái này lâu lắm. Và khi mà các bạn muốn xem lại tất cả những cái nốt của mình ở trong cuốn sách đấy thì các bạn sẽ bấm vào cái nút go to này, thì nó sẽ có riêng một cái tab là nốt. Thì khi mà các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy được là mình đã nốt những cái phần nào, những cái trang nào. Thì cái này nó cũng khá là tiện, nó cũng như kiểu là cái tab của mình thôi, nhưng mà thứ nhất là nó rất là lâu, và thứ hai là nó hơi chán, nên là mình không đánh giá cao cái phần nốt này ở trên Kindle lắm. Mình thích nốt ở trên sách giấy hơn.
Đấy là những cái tiêu chí mà mình dùng để so sánh. Còn bây giờ mình sẽ nói về những cái mặt khác của cả sách giấy lẫn Kindle nhá. Ví dụ như là với sách giấy chẳng hạn nhá. Với sách giấy thì nó sẽ có một vài cái thuận lợi, như kiểu là cầm một quyển sách để đọc thì trông nó sẽ rất là trí thức này, rất là chill này, rồi trông nó cũng hay hay. Đấy là về phần tầm nhìn. Về cái việc mà mình đọc ấy thì các bạn chỉ cần mang cuốn sách đi và chỉ cần ánh sáng thôi. Trong khi đấy, Kindle, khi mà bạn cầm một cái Kindle để đọc thì trông nó sẽ không được truyền cảm hứng cho lắm. Và có một vấn đề nữa, đấy là nếu mà các bạn muốn tải sách về Kindle hay là muốn tra từ điển ở trên này thì các bạn sẽ phải cần có internet nữa. Và nếu mà nó hết pin thì các bạn cần phải có điện để sạc nữa, trong khi sách giấy thì không cần. Tuy nhiên là khi mà mình sở hữu sách giấy quá nhiều ấy, nếu mà những cái bạn mà kiểu phải chuyển nhà nhiều thì nó sẽ hơi vất vả, hơi cực một tí. Mình với một người mà một năm chuyển nhà tầm 3-4 lần như mình thì mình cảm thấy là mình nên giữ ít sách giấy ở trong nhà thôi, bởi vì mỗi lần chuyển nhà rất là vất vả kiểu đấy. Trong khi nếu mà đọc sách trên Kindle thì các bạn chỉ cần mang theo một cái Kindle là xong, không cần phải mang thêm cái gì thế. Không cần phải mang thêm cái gì nữa ngoài một cái dây sạc. Đó. Sao hôm nay mình nói bị nhịu nhớ ấy à? Cứ bị nhịu, bị lắp ấy, bực cả mình. Đây, câu bực cả mình cũng bị lắp ấy. Có một cái mà mình rất là recommend mọi người đọc sách ở trên Kindle, đấy là mọi người nên sử dụng Kindle để đọc sách ngoại văn. Bởi vì là ở trên Kindle thì sẽ có luôn cái phần từ điển Anh cho mình ở trên đấy. Ví dụ như là mỗi khi mà các bạn set up cái Kindle ấy thì các bạn sẽ set up luôn cả một quyển từ điển ở trong đấy. Nên là khi mà mình muốn tra từ chẳng hạn, mình dí vào nó này, nó sẽ auto hiện lên cái nghĩa tiếng Anh của cái từ mình đang highlight luôn. Thế nên là mọi người có thể sử dụng Kindle để đọc sách ngoại văn rất là tiện. Tiếp theo là mình sẽ nói về cái việc mà các bạn chọn sách để đọc. Thì với sách giấy thì các bạn sẽ được update những cái cuốn sách mới nhất. Ví dụ như là vừa ra cuốn sách nào các bạn chỉ cần đặt mua, hoặc là ra hiệu sách để mua là có rồi, đúng không? Còn nếu mà các bạn chỉ đọc sách ở trên Kindle thì sẽ phải đợi khá là lâu để cái cuốn sách đó nó update cái ebook. Thì trong khi những người đọc Kindle sẽ gặp khó khăn khi mà tìm những cuốn sách mới, thì những người đọc sách giấy sẽ gặp khó khăn khi mà tìm những cái cuốn sách quá cũ, quá hiếm. Ví dụ như kiểu mình chỉ có thể tìm thấy cái bản ebook của nó thôi, chứ mình không thể tìm thấy cái bản giấy của nó ấy. Nên là yes, mỗi loại sách, mỗi cái phương thức đọc nó sẽ có một cái khó khăn riêng ấy. Tóm lại thì với trải nghiệm của mình ấy, thì mình sẽ đánh giá cái cuộc đấu giữa sách giấy và Kindle là 50-50. Bởi vì là mỗi loại, mỗi cái phương thức đọc sách nó sẽ có một cái ưu điểm và nó sẽ có một cái bất lợi riêng. Ví dụ như kiểu đọc sách giấy thì nó là cái phương pháp đọc truyền thống thôi mà, đúng không? Nên nó sẽ có một vài cái mặt tốt như kiểu là nốt rất là hứng thú này, rồi chúng ta có thể mua sách mới một cách dễ dàng này, trông sẽ trí thức hơn. Trong khi Kindle thì nó, như các bạn có thể thấy là nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều, gọn nhẹ hơn này. Về mặt kinh tế thì nó cũng thuận lợi hơn, bởi vì là mình chỉ cần bỏ một lần tiền ra thôi ấy. Thế nên là mình nghĩ là 50-50, không bên nào win cả. Tất cả đều có thuận lợi và bất lợi riêng. Trong cái video này của mình thì mình sẽ không recommend mọi người là nên chọn cái nào cả, mà mình đã chỉ phân tích nó dưới cái góc nhìn của mình, dưới cái trải nghiệm của mình thôi. Mọi người, khi mọi người nghe cái phân tích của mình thì mọi người sẽ có tự có lựa chọn của mình xem là mình nên có Kindle hay không. Thì với cương vị là một người có cả hai thì mình chọn cả hai đương nhiên rồi, vì là mỗi lúc thì mình sẽ thấy hứng thú với một phương thức hơn. Nếu mà các bạn là một người mà đọc nhiều sách và đọc sách hàng ngày như tụi mình ấy, thì các bạn có thể cân nhắc để mua một cái Kindle, vì là thật ra thì Kindle bây giờ nó cũng không đắt. Ví dụ như cái Paperwhite này của mình, nếu các bạn mua cũ thì có khi là giá còn chưa tới 1 triệu, nếu mà nó mới thì cũng chỉ tầm 1,5 đến 1,5 triệu thôi ấy. Nên là mọi người có thể cân nhắc để mua một cái Kindle, vì là Kindle sẽ có những cái thuận lợi, sẽ có những cái điểm mà nó sẽ rất là tiện cho mọi người, để cho mọi người, hỗ trợ mọi người đọc sách mọi lúc mọi nơi. Thế nên là mình sẽ chọn cả hai nhỉ. Cả sách giấy và cả Kindle đều đáng để sở hữu. Yeah. Đấy là cái video ngày hôm nay của mình rồi. Mặc dù là nó sẽ hơi lộn xộn một tí, thì hy vọng là mọi người xem xong thì mọi người cũng có được cái lựa chọn cho bản thân khi mà chọn một cái phương thức đọc nào đấy. Ngoài Kindle, sách giấy ra thì mình còn hay đọc sách ở trên iPad nữa, hoặc là trên điện thoại nữa. Trên điện thoại thì nó sẽ hơi bé, mặc dù nó tiện nhưng mà cái chữ nó bé quá ấy, nên mình cũng không thích lắm. Thì mình đọc ở trên iPad nữa. Thì trên iPad thì mình sẽ hay đọc cái định dạng PDF ấy. Những cuốn sách mình không thể tìm được sách giấy nữa rồi, hoặc là không tìm được ebook để mua, thì mình sẽ phải bắt buộc phải đọc online hoặc là đọc bằng PDF, thì mình sẽ đọc ở trên iPad. Còn hai cái loại phương thức mà mình hay dùng nhất đấy là dùng sách giấy và dùng Kindle. Yes. Ok. Thì hy vọng là mọi người đã thích cái video ngày hôm nay. Đừng quên là mình vẫn tiếp tục review sách ở trên Instagram Thị Lại Nghiện Sách, trên TikTok Thị Lại Nghiện Sách luôn, và trên cả cái kênh YouTube này nữa. Hy vọng là mọi người đã có được những thông tin hữu ích trong cái video này. Hy vọng mọi người đã thích nó, và tạm biệt các bạn.